Chào quý vị, tôi là Dược sĩ Thanh Quyên, đến từ nhà máy Eloge Frank Việt Nam. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho quý vị về sản phẩm Tiền Đình Khang Gold. Về cách dùng sản phẩm Tiền Đình Khang Gold, quý vị dùng giúp tôi. Đó là 20 đến 30 ngày đầu, mình sẽ dùng theo liều tấn công, ngày 6 viên, sáng 3 viên và tối 3 viên để đạt hiệu quả tốt nhất. Sau khi khoảng tầm 20 đến 30 ngày, quý vị có thể giảm xuống giúp tôi, đó là liều duy trì ngày 4 viên, sáng 2, tối 2, sau ăn 1 tiếng. Khi cầm sản phẩm Tiền Đình Khang Gold trên tay thì quý vị để biết sản phẩm là chính hãng thì quý vị nhìn đầu tiên đó là có tem chống hàng giả. Điều thứ hai đó là có đạt chuẩn GMP do Bộ Y tế đã in ấn trên bao bì. Điều thứ ba đó là một số tổng đài 18006629, chính là số tổng đài duy nhất chính thức của nhãn hàng. Điều thứ tư đó là quý vị có thể check qua mã iCheck của quốc tế. Điều thứ năm đó là sản phẩm Tiền Đình Khang Gold được sản xuất tại nhà máy Eloge Frank Việt Nam. Hướng dẫn mua hàng từ video. Các bạn có nhu cầu đặt mua hãy bấm vào link đặt hàng bên dưới video bằng cách sau. Nếu xem trên điện thoại, hãy bấm vào tiêu đề của video. Khi đó màn hình sẽ hiển thị ra thông tin về sản phẩm. Bấm vào link mua hàng như hình, điện thoại của bạn sẽ mở ra website đặt mua. Nếu ở màn hình máy tính thì link sẽ nhìn thấy ngay bên dưới video. Các bạn chỉ việc bấm vào link và màn hình sẽ ra trang web công ty để đặt mua.